Năm 2019, Hà Nội trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Cột mốc này cũng chính là động lực để những không gian sáng tạo ra đời. Bên cạnh những không gian nằm trong kế hoạch phát triển thành phố, thì có rất nhiều công trình được cải tạo từ những không gian đã cũ. Gần đây nhất, một địa điểm như vậy cũng đã được ra đời tại làng cổ Đường Lâm. Từ một kiosk như thế này, một không gian sáng tạo đã ra đời. Đây là Đoài Creative, một không gian sáng tạo mới ở làng cổ Đường Lâm. Xuất phát từ một kiosk sửa xe nằm ở một vị trí đẹp trong làng, ngôi nhà đã được cải tạo dưới bàn tay của kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, trở thành một không gian mới lạ với người dân và du khách tới đây. Mình phải lấy được những cái ưu việt của những ngôi nhà cổ, ví dụ là ốp chất liệu thân thiện này, ngói mát này, tường đất mát này. Nhưng ngoài ra thì bọn mình cũng tìm hiểu để sáng tạo ra những cái thứ nó phù hợp với thời gian hiện đại hơn. Ví dụ như là những không gian sinh hoạt, ánh sáng phải đầy đủ, gió phải thông thoáng. Với những cái chất liệu của cha ông mình ngày xưa, nếu đặt nó lại, dùng nó đúng cách thì nó vẫn là một cái điều tuyệt vời. Trong không gian hoài cổ, du khách và các em nhỏ gần xa có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của làng, trải nghiệm những hoạt động sáng tạo cho các buổi workshop như vẽ trên ngói, làm đèn từ ngói. Đây là một viên ngói mũi hài ri đã có tuổi đời hàng trăm năm và được tận dụng lại sau khi một ngôi nhà cổ được cải tạo. Và giờ đây đã trở thành một công cụ sáng tạo để mà mọi người có thể vẽ bất cứ thứ gì mọi người muốn lên đây. Có thể là cây đa, giếng nước, cổng làng hay là những con trâu chẳng hạn. Chính những nét văn hóa truyền thống như vậy cũng là điều thu hút các vị khách quốc tế trong lần đầu đến đây. Tôi rất ấn tượng với không gian này. Tôi đi qua và bị thu hút luôn. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ tôi đã có thể vẽ ra một bức tranh về cổng làng như thế này. Và ngày hôm nay tôi sẽ có thêm những trải nghiệm mới. Với mục tiêu xây dựng Hà Nội thành phố sáng tạo, trong thời gian qua, nhiều công trình như Đoài Creative cũng đã được thực hiện, mang đến những diện mạo mới cho khu vực, tạo cảm hứng sáng tạo cho cộng đồng. Như 16 tác phẩm nghệ thuật trong dự án cải tạo bờ bên lở sông Hồng, công viên rừng bờ vở sông Hồng hay không gian nhà máy in công đoàn, nay là Complex 1. Và còn đó nhiều dự án sẽ được phát triển trong tương lai. Trong tương lai thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ phát triển một số không gian mới, không gian về giới thiệu nghề truyền thống như là nghề dệt này, nghề mây che đan thủ công này, hoặc là những cái nghề liên quan đến ẩm thực như làm tương, làm kẹo, làm bánh. Thì hiện nay cũng đã có những cái nội dung này rồi, nhưng tuy nhiên nó chưa được nâng lên thành không gian sáng tạo. Thì chúng tôi cũng sẽ cùng với một số các cái hộ dân, chúng tôi sẽ đưa ra những ý tưởng để làm sao chúng tôi sẽ cải tạo những cái không gian đó trên cơ sở những cái không gian đó thật tốt. Hãy viết, vẽ hoặc làm một thứ gì đó ở nơi đây. Giây phút này sẽ cùng bạn gửi Đường Lâm đi muôn nơi. Đó cũng chính là thông điệp của nơi này và cũng là thông điệp của những không gian sáng tạo, mang những nét văn hóa, những trải nghiệm rất Việt Nam đi muôn nơi.